thực hành, bài này ứng dụng trong thực hành nhiều ha. Alo, vô được các bạn đâu rồi? Trả lời chị nghe Dạ được không bọn con? em rồi. Dạ nghe ạ. Được Dạ rồi nghe. ha, rồi Nghe. nghỉ ngơi thoải mái luôn rồi đó. Oxy đúng không? Quá quen thuộc ha. Quá quen thuộc. Khi nào cần oxy thì khi nào cần đó là suy hấp thôi. Đúng chưa? Để chúng ta hít thở là bằng oxy mà. Đó. Rồi. Khái niệm sơ về cái mấy cái định nghĩa sơ bộ để cho mấy bạn nắm, để khi mà mình hiểu được vấn đề mình dùng oxy là gì ha. Thì mình sẽ có một cái nguy kịch hô hấp là hoạt động gắng sức hô hấp và dùng nhiều hô hấp nhằm đảm bảo quá trình trao đổi khí đầy đủ để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa cơ thể. Lúc này thì có thể chưa rối loạn khí máu động mạch. Được chưa? Đó là cái gọi là nguy kịch hô hấp. Rồi, đây Nelson 20 lần xuất đạo lần thứ 21 cũng phân ra hai cái đó, tương tự như vậy. Nguy kịch hô hấp và suy hấp cấp. Rồi, còn suy hấp thì sao? Đó là không còn khả năng duy trì nữa rồi. Được chưa? Chúng này chúng ta sẽ thấy là giảm oxy máu và hoặc có thể biểu hiện tăng CO2 máu. Rồi. Các cơ mô bắt đầu là thiếu oxy và thay đổi trên khí máu động mạch và BLC dưới 60 hoặc là BLC không có thể trên 50 ha, là suy hấp. Thì chúng ta thấy là cơ chế, chúng ta sẽ thấy là cơ chế, chúng ta sẽ thấy là sao? Thì khi bắt đầu thiếu oxy mô, chúng ta có thể là thiếu máu có thể gây đúng không? Rồi. Rồi trường hợp thiếu oxy mô thì là gây đến thiếu oxy máu. Thì trong trường hợp mới thấy là hemoglobin không đủ hoặc là thấp hoặc là BLC thấp. Đó, những nguyên nhân này sẽ dẫn đến một cái tình trạng thiếu oxy mô. Chúng ta phải cung cấp, được chưa? BLC thấp này có thể trong những trường hợp suy hấp này ha, cho nên những rất là nhiều nguyên nhân, rất là nhiều nguyên nhân gây suy hấp chứ không phải là chỉ là đường hô hấp không. Khi nói suy hấp rồi đừng nghĩ đến đường hô hấp không, rất nhiều nguyên nhân. Bệnh nhân thiếu máu nặng quá cũng bị, bệnh nhân đang sốc cũng bị, bệnh nhân này bị gì, tim bẩm sinh cũng có đúng không, bị gì, não ức chế trung tâm điều hòa hô hấp nó cũng có thể bị suy hấp. Chứ đừng nói suy hấp không, à có tự hấp nó à đúng không, phải rất nhiều nguyên nhân, được chưa? Đó, và chúng ta thấy là cái cơ chế dẫn đến giảm oxy máu thì chúng ta thấy là sao, à giảm áp suất oxy trong, áp suất oxy không khí thấp, chúng ta thấy là những trường hợp gì, bệnh nhân ở đâu, nguyên nhân là gì, tăng độ cao thì chúng ta lên càng cao đó, cho đó người ở Tây Nguyên đó mấy bạn hoặc là vùng nước cao thì sao, da người ta thường hồng và đỏ do tình trạng đa hồng cầu ha, vì lên nó cái áp suất oxy nó thiếu như đó, cái cơ thể mình đáp ứng bằng cách à ôi mình phải sản xuất hồng cầu nhiều hơn ha, mình đáp ứng cho tình trạng oxy đủ oxy máu của mình đó. Thì trên đó những người ở Đà Lạt hay gì đó, núi Tây Nguyên thì da đẹp lắm, trắng hồng đỏ ửng luôn ha, đẹp. Rồi cơ chế giảm oxy máu thứ hai là giảm thông khí phế nang, thì nguyên nhân là những nguyên nhân này, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ha, tổn thương não do chấn thương hoặc là quá liều thuốc dẫn đến giảm thông khí đó. Rồi giảm khuếch tán thì chúng ta thấy nguyên nhân là gì, có thể viêm phổi mô kẽ, mệt mô kẽ hoặc là tích tụ protein phế nang, bệnh này thì hiếm gặp. Đây viêm phổi mô kẽ thì Việt Nam mình nhiều đó, giảm khuếch tán. Thứ hai bất tương xứng thông khí và tưới máu, tức là bất tương xứng với V trên Q ấy mấy bạn, thì chúng ta thấy nguyên nhân nhiều, viêm phổi ARDS, suyễn, viêm thực quản, viêm phổi hít, hoặc là chúng ta thấy có sân, giảm oxy máu nó có sân nữa, tạo sân bất thường nên thấy có tim bẩm sinh ha, hoặc là một những trường hợp bất tương xứng không khí với máu cũng có thể dẫn đến tạo ra cái sân, được chưa? Đó là cái cơ chế gây giảm oxy máu tương ứng với các cái nguyên nhân như vậy. Ví dụ chị cho một câu hỏi, à thường mấy bạn sẽ nhầm chỗ này, à viêm phổi có phải là giảm oxy máu do giảm thông khí phế nang hay là do sân hay là do bất thường khí tưới máu, thì viêm phổi nó là cái này mấy bạn nha, nó là dạng bất tương xứng với thông khí và tưới máu. Rồi đây là nói về các nguyên nhân, tóm lại cho các bạn một số nguyên nhân dẫn đến suy hấp này, có thể do đường thở trung tâm, đường thở ngoại vi, có thể do tổn thương phế nang, có thể do các cái khoang lồng ngực, có thể do não, có thể do tủy sống, và có thể do bệnh lý thần kinh cơ, đúng không? Và có thể là do các nguyên nhân suy hấp ngoài phổi, tim, nhà thần kinh trung ương, chuyển hóa, thận, nhiễm trùng đó.
nhiều lắm chứ không phải là chỉ là hô hấp thôi. Do đó vì sao chị mới nói à em đặt vấn đề suy hấp này, vậy thì cục này do nguyên nhân gì, do đó tất cả các vấn đề của em có đủ để giải quyết cái nguyên nhân của suy hấp không, thì là mình không cần phải liệt ra nhiều nguyên nhân, đúng chưa? Do đó trước một bệnh nhân suy hấp mình phải nhìn tổng thể hết, à ngoài cái hấp, ngoài cái tại phổi này nó còn cái cục nào khác nữa hay không ha. Thì chúng ta sẽ có hai loại tuyếp suy hấp, tuyếp 1 là giảm oxy hoặc tuyếp 2 là tăng CO2. Thì đây ha, trong những tuyếp 1 nó sẽ có các cái biểu hiện trên khí máu là như vậy. Rồi về cái phần mà giảm thông khí, nguyên nhân mà giảm thông khí giảm sơ máu nó sẽ thấy là gì đây, khi mà giảm thông khí thì nó sẽ thấy làm tăng CO2 ha, và trong khí máu chúng ta sẽ thấy là gì, cái AdH2 bình thường, đó là do nguyên nhân giảm thông khí đó. Hoặc là do sân thì chúng ta sẽ thấy là gì, sân tức là gì, có tí máu mà không có thông khí đúng không, máu tới nhưng mà chúng ta không thông khí được, đó là sân. Và khi chúng này chúng ta sẽ thấy V trên Q sẽ bằng 0. Và trong những trường hợp mà suy hấp do sân đó mấy bạn, thiếu oxy máu cho sân, nó giảm oxy máu cho sân đó, thì chúng ta thấy là khó hoặc là kém đáp ứng, không đáp ứng với FIO2 khi tăng FIO2, đặc biệt là những trường hợp tim bẩm sinh đó, mấy bạn thấy không? Những trường hợp tim bẩm sinh tím, mấy đứa có tăng FIO2 lên cao thì nó cũng không cải thiện được ha. Rồi, đối với sự giảm khuếch tán này. Giảm khuếch tán thì trong trường hợp là gì? Viêm phổi mô kẽ hoặc là gì, bệnh lý lắng nặng protein phế nang ha, thì chúng ta thấy à chúng ta tăng FIO2 thì nó cải thiện được cái cải thiện được tình trạng oxy hóa. Rồi bất xứng thông khí và tưới máu ha, chúng ta thấy đây là cái cơ chế chính để ghi giảm giảm cái áp suất dương phần oxy trong phế nang trong động mạch đó. Chúng ta thấy là sao, và bất xứng thông khí và tưới máu này nó cũng kém thôi ha, các có đáp ứng mà ít lắm, không bằng cái này. Cái này thì đáp ứng rất là tốt với tăng cái FIO2, còn đối với cái này thì đáp ứng cũng rất là kém đối với tăng cái FIO2. Rồi đây là cái lưu đồ để chúng ta thấy là khi có một cái tình trạng suy hấp mà giảm oxy tiếp cận theo những cái này, rồi về nhà đọc để thêm ha, thêm thêm kiến thức cho mình. Ta tiếp cận rất là hay, ta đi từ 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 từ, nhưng mà tiếp cận này là tiếp cận trong khi chúng ta có được tiếp cận lâm sàng, chứ phải là lâm sàng này, tiếp cận chúng ta có cận lâm sàng. Trong những trường hợp bạn 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 nào mà làm trong ICU ha, theo dõi một bệnh nhân mà suy hấp thở máy á, quan trọng. Rồi thì khi suy hấp thì chúng ta sẽ có nguyên tắc điều trị, chúng ta còn phải thông đường thở, chúng ta phải hỗ trợ hấp, và chúng ta phải duy trì khả năng trao đổi oxy nữa. Nhiều khi thiếu máu quá phải trợ truyền máu ha, rồi nhiều khi thiếu năng lượng nó ăn không đủ thì chúng ta phải cung cấp đủ năng lượng thì nó mới thở nổi nữa đúng không, hoặc là nó hạ đường huyết nó cũng gây, thì chúng ta phải cho nó truyền đường vô nhanh hết và điều trị nguyên nhân chính gây suy hấp. Rồi thì cái đây là điều trị ban đầu, chúng ta vô chúng ta thấy một bệnh nhân suy hấp à, chúng ta coi đường thở trước thông không, nằm thẳng có cần phải làm gì không, có cần bắt động cột sống không đó, khi ở cấp cứu hay tiếp cận ha. Rồi nếu mà tắc nghẽn đàm nhớt thì có phải hốt không, rồi có nghĩ tắc nghẽn hốt trơn không, nếu tắc nghẽn thấy hốt trơn thì chúng ta coi chừng có làm phải 20 lít không, hai bệnh nhân có khó thở thanh quản hay không đó. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ hỗ trợ hô hấp ha, thì sẽ có ba mức à, bệnh nhân này cần cung cấp oxy hay là cần CPAP hay là cần HFNC. Các bạn nào biết HFNC là gì không? Cái này mới ha, mới cho nên chị cho vô luôn. Và bệnh nhân có cần tới mức phải đặt nội khí quản hay không, đã coi các cái chỉ định này có cần thiết hay không. Thì HFNC là gì mấy bạn? Phúc Cường, HFNC là gì Phúc Cường? Đó, đọc Covid quá trời rồi, nhà nghỉ dịch, đọc Covid quá trời này, thấy HFNC là gì không? Là gì Chị nào? Mạnh Cường vẫn đi tiêm vaccine đó chị, vẫn bật máy Hả? để Mạnh Cường mà nãy vẫn Bạn đi đi đâu? đi tiêm vaccine đó chị, sáng vẫn xin đi tiêm vaccine đó. Đi tiêm vaccine. Dạ Là bạn Võ Phúc Cường đó hả? dạ bằng Phúc Cường ạ. À. Mà tại sao bạn online như này? Dạ bạn bật máy bạn để đó. Ôi trời ơi, vậy là xin hồi nào không thấy xin chị. Dạ hồi sáng có báo cho bạn Ninh ạ. À. Rồi lại thêm một trường hợp áp xanh. Rồi Ninh ơi, Ninh đâu? Rồi, không có đâu chị. Alo.
Bạn này không báo với chị Ninh cũng không báo với chị gì hết. Cho nên sáng nay hôm qua nay chị không nhận bạn này vắng. Bây giờ chị điểm danh mới thấy nha, thấy chưa? Bạn này vắng sáng nay và không nhận được giấy xin phép vào sáng nay, tới giờ này là 9 giờ rưỡi. Rồi, thì HFNC là gì ha? Bây giờ tôi sẽ nói về mấy cái phần nhận dạng của nó. Chút xíu sẽ nói tới. Về cái dụng cụ cung cấp oxy thì thường vô một cái mình thấy có chỉ định thở oxy rồi, chứ chưa tới mức phải ngưng thở, hoặc là chưa tới mức phải ly bì, khó thức thức, hoặc là thở ngáp cá gì đó thì chưa cần đến các bạn. Chúng ta sẽ thở oxy trước. Thì oxy chúng ta sẽ có một hai cái dạng là oxy lượng thấp hoặc oxy lượng cao, đúng không? Thì oxy lượng cao tức là chúng ta thấy là cung cấp toàn bộ khí hít vào với pH hoàn định, còn lượng thấp thì chúng ta sẽ thấy lại pH thay đổi, và thường khi thở sẽ có khí trong phòng nhưng thì hít vô. Thì lưu lượng thấp nên nó sẽ có cara mũi là chúng ta thấy là thường sử dụng nhất, hoặc là những cái mask thở lại hoặc không thở lại, hoặc là mask đơn giản. Và lưu lượng cao chúng ta sẽ có NC bag, HFNC hoặc là máy thở, đó là lưu lượng cao ha. Thì lưu lượng thấp và lưu lượng cao nó sẽ khác nhau về cái dụng cụ và cái đạt được FEV2 như thế nào và cái chỉ định luôn. Thì về cái cannula mũi mình sẽ thấy là nó sẽ khá đơn giản và bệnh nhân sẽ khá dễ chịu nhất, và lít của chúng ta có thể từ 1 đến 6 lít một phút, và FEV2 có thể đạt từ 24 đến 26% hay đối với cannula mũi tùy số lít. Thì trẻ lớn hơn 1 tuổi chúng ta sẽ có cách tính FEV2 là bằng gì? 20 tức là áp suất khí oxy trong khí hít vào là FeO2 mấy bạn. O20 nhân với số lít oxy nhân với 4. Thì tại vì mỗi 1 lít thì nó sẽ tính là người ta ước lượng sẽ tăng được FeO2 đối với cannula mũi nha. Hay tăng được khoảng 4%. Thế đó là sẽ nhân với 4 là như vậy. Còn bình thường vậy tại sao lại lên số 20? Tại vì nó là 21%. FeO2 bình thường ở khí trời á đã là 21% rồi. Nên đó mình nên mình lấy 20 cho tròn dễ tính cho mấy bạn dễ nhớ thôi ha. Chứ đối với khí trời thì FeO2 của mình sẽ là gì? 21% nha. Rồi, vậy thì ở đây có một ví dụ. Ví dụ em bé 4 tuổi thở 5 lít một phút, vậy thì FeO2 được bao nhiêu? Được nhiêu mấy bạn? 4 tuổi thở 5 lít một phút, FeO2 được nhiêu? 40 40 Nhiêu? Nhiêu mấy bạn? 40 ạ. 40. Vậy ạ, 40. Rồi 40 đó mình tính ra ha, mấy mốt chị lỡ chị cho là phải biết nha. Rồi còn đối với trẻ dưới 1 tuổi thì cái này á có hai trường phái. Trẻ sơ sinh thì chúng ta sẽ áp dụng cái này tối đa 1 lít. Còn đối với trẻ trên 1 tuổi thì trên ngoài sơ sinh cho tới 1 tuổi thì có thể khoảng 2 lít cũng được mấy bạn ha. Có thể tối đa 2 lít cũng được nha. Còn đặc biệt sơ sinh thì tối đa mình được 1 lít thôi. Mình không. Vì sao vậy? Tại vì khi em tăng thêm oxy á, thì nó chỉ hao thôi chứ nó không đạt được FeV2 tăng lên. Đó đối với trẻ sơ sinh tối đa mình 1 lít là cùng, và đối với trẻ dưới 1 tuổi thì tối đa khoảng 2 lít thôi. Tại vì lên nó cũng không tăng được FeV2 tăng hơn. Còn đây là công thức của trẻ tính trên 1 tuổi. Trẻ dưới 1 tuổi mình sẽ không áp dụng công thức này để tính được cái thành phần FeV2 tăng lên nha. Tại vì cái thể tích phổi của em bé không đủ, thể tích phổi của bé chỉ được giai đoạn đó, chỉ được cái thể tích như vậy thôi. Em có tăng lớp oxy lên thì nó cũng không đạt FeV2 đối với trẻ trên 1 tuổi. Người ta đã nghiên cứu như vậy. Rồi, đây là cái mask đơn giản thì chúng ta có thể cho FeV2 thì nó ổn hơn cái cannula một chút xíu ha, và có thể tối đa được tới 10 lít. Đó. Rồi mask thở lại cũng vậy, có thể tối đa được tới 10 lít, còn đối với cannula thì tối đa của em chỉ 6 lít mà thôi. Rồi. Đây là mask không thở lại ha. Giờ người ta ít xài mask này. Rồi người ta sẽ xài cái mask thở lại. Tại xài mask không thở lại nó gây ứ CO2 nữa. Rồi. Lâm sàng khi chúng ta cho thở với oxy, chúng ta sẽ coi lâm sàng nó có đáp ứng oxy hay không. Chúng ta không phải thở, chúng ta quăng ở đó đúng không? Chúng ta coi tri giác có tỉnh táo không? Mạch huyết áp có ổn không? Da niêm có hồng không? SpO2 của chúng ta có đạt được 95 đến 98% hay không? Nhớ nha. Và có giảm được nhịp thở hay không? Chứ không phải là thở oxy. Báo điều dưỡng thở oxy cho thuốc xong quay đi rồi đi mất miết luôn, 2-3 tiếng sau về tím lè một màu, đâu đáp ứng oxy đâu đúng không? Phải theo dõi trong ít nhất là từ bao nhiêu, 15 phút cho tới 1 tiếng đầu tiên đối với thở oxy nha. Và thất bại chúng ta thấy sao đối với cannula nha bạn? Cannula tức là 6 lít phút mà không đáp ứng thì bệnh nhân có những triệu chứng này, thì chúng ta sẽ xem xét có cần phải có mask hay không, có cần phải HFNC, có cần NC-Bag, hay có cần lên tới nội khí quản hay không, chứ không phải là quăng bệnh nhân ở đó. Rồi cái bước tiếp theo là NC-Bag.
thì cái này là thường dùng nhất này ha, cũng thường dùng nhất sau cái oxy của mình. Thì chúng ta thấy là trong những trường hợp bệnh nhân còn thở được và thất bại với oxy, hoặc là trong như một số bệnh nhân đặc biệt như là sẹp phổi, viêm tiểu phế quản, hoặc là những bệnh lý OB nào đó, chúng ta cần phải can thiệp thở CPAP, có chỉ định thở CPAP, mình sẽ thở CPAP ha. Thì đây là cái hệ thống CPAP này mấy bạn. Thì cái hệ thống CPAP này nè, đây hệ thống CPAP này bạn sẽ thấy là cái gì đây? Đây là cái bộ phận trộn khí ha. Đây là cái sơ đồ chút xíu, chị sẽ cho qua coi cái hình cụ thể. Đây là qua cái mình làm ấm ẩm bẫy nước. Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải làm ấm ẩm thì trong đây có nước để làm ấm ẩm này, nhiều khi nước rất đặc. Chúng ta không có một cái bẫy nước, nó vô đây nó sẽ vô mũi bệnh nhân. Đây là cái 30 minutes sẽ vô mũi bệnh nhân ở cái cannula chỗ này. Thì là nó sẽ làm nhiễm trùng ha. Bộ trộn khí tức là chúng ta sẽ có E và oxy trộn lại để được đạt được FiO2 mà chúng ta mong muốn cho bệnh nhân. Đây là cái van venous. Thì tác dụng của van venous mà nguyên bản của van venous rất là mắc ha, rất là mắc. Mấy 20 triệu các bạn. Nên là này. Thì nó một cái van này mắc ở cái van này các bạn này. Nó sẽ cho sao? Khí đảm bảo đủ áp lực cho bệnh nhân. Còn nếu mà thấy là cái nguồn e của mình mà nó quá và nó sẽ phọt ra ngoài, nó sẽ không làm tăng áp lực. Nó không làm tăng áp lực để làm gì? Để đảm bảo không chấn thương áp lực ha. Tại vì mình thở áp lực dương liên tục mà. Nasal continuous positive airway pressure ha. Đó. Rồi, đó là cái tác dụng của van venous ha, quan trọng. Đây là cái lưu đồ, cái hình ảnh của một em bé thở CPAP ha. Thì cái này là nó có hiện đại một chút xíu, là nó có một cái hệ thống đo áp lực liên tục tự động. Chứ không phải giống như khoa chị thì chưa có. Khoa chị là phải mỗi lần đo phải gỡ cái van này ra, đo cho đây, gắn cho đây. Đó, để mỗi sáng em đi thăm khám nó áp lực của mình đạt ổn rồi, có bị thấp không? Mình chỉnh lên, có bị cao hay mình chỉnh xuống ha. Rồi, đây mình làm ấm ẩm. Mình làm ấm ẩm, còn đây là bộ trộn khí. Ở dưới này nó sẽ có một cái mà chị không chụp được, nó ở dưới rồi. Một cái bẫy khí ở dưới, là đây cho mũi và bé ha. Đó là hệ thống NCBAP. Có ai biết lắp hệ thống NCBAP chưa? Đó, đây là cái hệ thống NCBAP đây. Nó cũng tương tự như vậy. Thì chọn thông số ban đầu thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ chọn B ha. Rồi FiO2 chúng ta sẽ chọn tùy theo tình trạng hô hấp. Thì đối với trẻ nhũ nhi chúng ta bình thường khoảng là 4 lít sơ sinh, hoặc là như 4 lít. 1 đến 10 tuổi có thể là khoảng từ 4 6 lít, và trên 10 tuổi là 6 lít ha. Ở khoảng 6 cm nước. 4. Còn từ 1 đến 10 tuổi khoảng 4 6 cm nước. Thì khoảng 6 cm nước thì khoảng là 14 lít, lưu lượng chung là 14 lít. Đó, còn 4 6 thì có thể là từ 12 đến 14 lít phút. Thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta điều dưỡng, ví dụ chúng ta sẽ cho một cái y lệnh cho trẻ 5 tuổi đi, thì 6 lít, 6 B bằng 6 cm nước ha, thì lưu lượng chúng ta sẽ là 14, và chúng ta sẽ cho FiO2 là khoảng bao nhiêu? Ví dụ 60 thì sẽ là oxy bằng E bằng 7 lít một phút. Được chưa? Ghi cụ thể để điều dưỡng người ta biết, người ta gắn cho mình. Phải ghi cụ thể. Và khi bắt đầu á, chúng ta sẽ bắt đầu áp lực thấp tăng dần từ từ. Và FiO2 cũng từ 40% cũng từ thấp tăng lên dần. Nhưng mà nếu đầu tiên vô bệnh nhân mà tím tái hết, tím quá rồi, FiO2 khoảng 7 mấy 6 mấy thôi, thì chúng ta có thể bắt đầu từ khoảng 100%, chúng ta sẽ giảm dần từ từ mỗi 10 đến 20% ha. Sau 10 5 đến 10 phút nó giảm từ từ để khi chúng ta đạt được cái FiO2 mong muốn. Hiểu cái này không mấy bạn? Hiểu không? Rồi mấy bạn hiểu không? Chị ở cái NC bác sao? Hả? Dạ, cái chị ơi, cái cái FiO2 á. Cái nào? Cái FiO2 tính theo cái tính theo cái thể tích thì sao chị? Rồi, là... cái tính FiO2 á thì vậy. Nếu mà em thấy cái bảng ở những cái chỗ cấp cứu thì dán mấy cái bảng tính FiO2 thì chúng ta chỉ việc dò thôi. Oxy nhiêu, chúng ta muốn oxy nhiêu, FiO2 nhiêu, chúng ta dò bảng đó cũng được ha. Còn thôi, khoa chị không có dò bảng, khoa chị là tính công thức thôi.
Thì có hai cái tính này nó cũng hơi rắc rối chút xíu nè, nhưng mà cũng chẳng có gì rắc rối đâu. Ví dụ như bây giờ vậy nè, ví dụ bây giờ chị sẽ cho vậy, giờ cho bất kể cái gì chị cũng tính được hết. Ví dụ à, giờ chị muốn cho áp lực là 4, áp lực là 5 ha. Rồi FEV2 chị muốn là bệnh nhân này khoảng chừng 50 đi. Giờ bạn áp lực là 5, FEV2 là 5, vậy thì lưu lượng chung là mấy mấy bạn? Áp lực là 5 thì chúng ta có lưu lượng chung là khoảng bao nhiêu? Khoảng 12 đúng không? Ta biết rồi nè. Khoảng 12, 4 5 thì chúng ta khoảng 12 đó. 4 5 lưu lượng chung chúng ta sẽ ước lượng. Ví dụ à, điều dưỡng sẽ nói áp lực mấy bác? Mình nói áp lực 5, mình báo à bác ơi khoảng chừng 10 12 đó, 13 gì đó. Đó, cái lưu lượng chúng ta sẽ ước lượng được. Các bạn hiểu chưa? Cái lưu lượng chung ước lượng được. Nha, ước lượng là con số ước lượng chính được. Rồi. Cái view 2 chúng ta nói được. Hoặc là chúng ta không cần chưa biết view 2 mà chúng ta mong muốn ăn oxy là mấy lít thì chúng ta cũng tính được view 2. Các bạn hiểu cái này không? Hiểu không mấy đứa? Dạ chị ơi, nhưng mà Bây làm giờ sao mình vậy. tính được, biết được cái... Dạ, ý là em hỏi là tại sao mà Bây giờ mình biết ha. được cái Ví dụ FEV2 mục chị nói tiêu? à, bây giờ 5 tuổi nè. Rồi điều dưỡng mình sẽ nói à B cho nó bằng 5 cm nước đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nói rồi, nó lưu lượng chung vậy thì cái lưu lượng của mình chung sẽ là khoảng 12 lít trên phút. Điều dưỡng nó à 5 lít là em thấy là khoảng 12 lít trên phút các bác. Rồi. 12 lít trên phút đúng không? Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ nói à bây giờ FEV2 mình muốn sẽ bằng 50. Đúng chưa? Rồi, vậy thì giờ sao? Lưu lượng chung là 12 gram ra 50 rồi, vậy thì chúng ta sẽ có cái gì này dễ lắm luôn mấy bạn. Công thức đâu? Công thức này cũng được nè, tính ra. Thử coi. Tính ra đi. Đầu tiên chị sẽ cho mấy đứa tính công thức này trước rồi cái kia chị sẽ chỉ mẹo dễ lắm. Tính ra đi mấy bạn, áp dụng công thức tính ra đi. Tính đi mấy bạn ơi, cả lớp tính nha. Cả lớp tính trả lời cho chị bằng trong inbox. Năm phút tính đi mấy bạn. Mấy bạn có bài luôn rồi đó. Đây, đó, đây là cái này. Vậy oxy bằng bao nhiêu lít? Fe2 bằng bao nhiêu? Ô quên. E bằng bao nhiêu? Dạ alo chị ơi, cho em hỏi một xíu. Hỏi đi nhỏ ơi. À, dạ sao mình biết cái FEV2 mình cần đạt được? Ủa sao mình biết, FEV2 mình tự cho. Ủa tôi mong muốn mà, tôi mong muốn bây giờ mình tự mong muốn đứa này nó vô mình tự cho mình nói ôi đứa này không không đứa nó nặng quá thôi bắt đầu FEV2 bằng 50 đi, hoặc là cái này tùy, hoặc là cái này chị cho 40 cũng được, 40 rồi vậy thì oxy bằng mấy lít? Cái câu này bên mai mốt mấy đứa thi nội trú có. Trời ơi, dễ hòm luôn mấy đứa thấy không? Này công thức chị cho rồi nè. Dạ là khoảng 7,5 với 4,5. Rồi mấy bạn khác ra nhiêu? 7,5 hay 4,5 thì chúng ta hoặc là lấy 7 và 5 hoặc là lấy 8 và 4. Hiểu chưa? Không có lấy rưỡi rưỡi như vậy. Rồi các bạn khác ra bao nhiêu? Dạ cũng vậy chị.
Trẻ quá mà mấy bạn 21 này đúng không? Nhân với cái gì? Oxy này, chuyển như chữ O này đúng không? Oxy đi. Cái gì mấy đứa? Ô quên xin lỗi. E. A này. E tại vì trong E thì nhiêu oxy 21%, còn này là gì đây? 100% là oxy nè đúng không? 21% là 0,2 hả mấy bạn? 100% đúng không? Là 1 đúng không? Rồi để chị ghi vậy cho mấy đứa dễ dễ hiểu. Trời ơi nó dễ. Nhân với oxy. Đúng chưa? Chia cho mấy? Hết cái này chia cho mấy? Tại vì cái này chị không có tính cái phần. Chia cho mấy đứa? 12 thì bằng bao nhiêu? 40. Đó. Đúng chưa? Rồi. A cộng. Tại vì cái này tại vì áp dụng theo công thức cho mấy đứa thôi. O C bằng mấy? 12. Đúng chưa? Rồi. Tính ra thôi. Tính ra không? Thế vô thì tính ra. Đúng không? Ủa đâu rồi mấy bạn? Cái đứa này kỳ quá ta. Dạ thế vô là tính ra là E là 7.6, oxy là 4.4. Đúng rồi đó. Rồi đó là cái cách tính phức tạp ha. Còn cách tính dễ ồm là như vậy. Ồm của chị là vậy. À tại vì chị không có cái chéo chéo ta. 100 là oxy nè. Và cái này là gì đây ta? 21 nè. Là E nè. Thì cái này chị sẽ chỉ chéo. Bên đây đi. Rồi chúng ta qua đây. Đây là oxy nhá. Còn đây là gì? Là E là không khí mấy bạn. Thì chúng ta sẽ có cái này. Nhìn cái con chuột. Mấy đứa có thấy con chuột của chị không? Dạ thấy. Có nhìn chị có bị nhầm. Chị nhầm mà xin lỗi nha mấy bạn. 40. Cái này là 21. Còn cái này, con số ở giữa nữa. Con số ở giữa chúng ta muốn là 40 đúng không? Vậy thì á, cái này trừ này, cái này còn mấy mấy bạn? Bỏ qua cái này, cứ để xa ra đừng nghĩ tới nó nha. Rồi lấy cái này trừ đi, cái này là còn mấy, chỗ này là bằng mấy? 60 rồi. Rồi 60 vậy này nè. Còn này là mấy? 19. 20 đi ha, cho 20 đi cho tròn mấy đứa, cho 20 tại vì cái này là trong E. Đó, nó sẽ chéo chéo vậy. Vậy thì á chúng ta sẽ thấy là này là 20 60 đúng không? Đúng chưa? 100 trừ đi 40 còn nhiêu đây? Còn cái này trừ này còn 20 vậy thì cái này sẽ là mấy? 2 phần mấy? 1/3 chị. 1/3 1/3 vậy thì tức là chúng ta sẽ có 4 phần đúng không? 1/3 tức là 4 phần này đúng chưa? 4 phần thì 1 phần đầu tiên trên này sẽ là oxy nè, còn cái phần dưới này sẽ là gì? E nè đúng không? Thì chúng ta sẽ trừ 1/3 tức là tổng cộng cái này chia cái này là 4 phần nè mấy bạn nè. 1/3 đây là 1 phần, cái này 1 phần. Còn cái này là mấy phần? Oxy là 1 phần, còn này là mấy phần? E là mấy phần? 3 phần. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 phần. Lưu lượng chung của chúng ta là 12, vậy 12 chia 4 bằng mấy? 12 chia 4 được 3, vậy 1 phần của nó sẽ là oxy 3 lít, còn E bằng mấy lít? E mấy lít? 9. Đúng. E 3 phần, oxy là 1 phần này, tại này cái này là 100, mấy bạn thấy không? Con số 100 chéo qua đây sẽ là gì? Oxy. Con số 20 thẳng qua đây sẽ là gì? E. Vậy thì trên này sẽ là 1 phần, dưới này sẽ là 3 phần. Vậy thì tổng cộng của mình lưu lượng là 12. Mà cái oxy chiếm 1 phần, còn E chiếm 3 phần. Thì mỗi phần của nó tức là mình phải chia 4 đúng không? 1 phần này 3 phần, cộng 2 này là 4 phần. 12 chia 4, 1 phần của nó sẽ là mấy? 3. Vì oxy là 3 lít, còn E là mấy? 9. 9 lít. Chị đang cho Fe2 là 40 nha, phải 50 nha. Hiểu chưa? Ủa đúng không? Mấy bạn tính ra sao? Theo nếu mà cho 7 mấy gì trời? Hả?
Dạ tại lúc nãy chị chỉ 40 là 9 với lại 3. À đúng rồi, 40 40 là vậy, còn 40 là dài đó. Có hai cách tính thì thường chị tính cái này là dễ nhất. Ha. Dễ lắm mấy bạn. Đó là cách tính 42. Chị trả bây giờ ra bảng. Chị muốn cho nhiêu là tự tính à. Cho mà. Hiểu chưa? Còn hoặc là mấy bạn sẽ không có, mấy bạn sẽ không ra FI2 mấy bạn đó. Ờ mấy bạn bây giờ không biết FI2 bao nhiêu, tại vì bây giờ tại vì mấy bạn không tính ngay từ đầu, đúng không? Bây giờ tự nhiên điều dưỡng ơ quên 14 lít đi, cho 14 lít đi này. Đó. Bây giờ á tự nhiên mấy bạn vô mấy bạn thấy á, tự nhiên người ta cho 6 lít nè. E là mấy lít? 44 mấy 8 lít. Rồi mấy bạn tính ra để FI2 không? Đúng không? Một bệnh nhân nằm mà sẵn rồi, một bệnh nhân nằm sẵn về bệnh nhân của mình. Mấy bạn đã thấy FI2 là nhiêu đây? 16 đi, tương ứng 14. Đó, mấy bạn thấy ôi người ta cho E6, oxy 6, E8, B nhiêu đây, vậy FI2 đạt nhiêu mấy bạn biết không? Chị sẽ hỏi nha. Đúng rồi là 66. Hỏi đó. Bao nhiêu? Cái này 66. Cái này là 14, đúng rồi nè, đúng rồi nè. Vậy thì FI2 đạt bao nhiêu? Tức là mình tới mình thấy một bệnh nhân, người ta đâu có cho em biết, mình thấy mình chỉ thấy được cái FI, mình chỉ thấy được thông số trên cái CPAP thôi, trên cái nguồn thôi. Vậy thì FI2 đạt mấy? 65. Nó dễ 65. Như là một cái gì luôn. 55%. 6 nhân với mấy? Nhân 100 cộng với cái gì? 8 nhân với 21% chia cho mấy? 14. Nó ra ra bao nhiêu? Khoảng 55. 55%. Bao nhiêu? Khoảng 55 ạ. 55%. Ừ. 55%. Đúng chưa? Đó. Thấy thật không chưa? Dễ chưa? Đầu tiên thường á, khởi đầu á, thì em sẽ mong muốn FI2 là bao nhiêu. Sau đó là nhiều khi em tới em thấy bệnh nhân đạt như vậy rồi em muốn hạ xuống như đó thì em tự chỉnh mấy cái này rồi hạ tính ra được hết FI2. Chứ đâu cần thiết phải dò cái bảng chi. Chả cần dò bảng, tính cái một ra rồi. Nha. Rồi, mấy bạn hiểu tới đây chưa? Rồi qua tiếp đi mấy bạn. Này tính toán không mà dễ lắm, về nhà nhậm lại nha. Rồi đây. Tác dụng có lợi của CPAP, ừ nó phải có lợi mình mới dùng đúng không? Nhưng mà bên cạnh nó cũng có hại, thì tại sao nó có lợi? Tại vì nó là một cái gì đây? Áp lực vô liên tục cuối thì thở ra, do đó nó chống được cái gì? Ha, đây. Nó chúng ta thấy rằng nó giảm được công thở này, nó giãn nở được các phế quản nhỏ, tại vì nó tạo một cái áp lực vô liên tục mà. Cái phế quản của mình nó sẽ được giữ bởi cái áp lực đó, cho nên nó giãn nở được phế quản, nó chống xẹp phổi ha. Rồi nó giúp tái phân bố nước ngoài mao mạch phổi, tại vì một cái áp lực đó nó căng, nó làm cho những cái dịch đó nó có thể áp lực ở đây nó đẩy ra ha, gọi là tái phân bố nước ngoài mao mạch phổi. Rồi hoặc là tăng dung tích khí quản chức năng. Đó, tác dụng có lợi của CPAP đó mấy bạn. Bất lợi có luôn, nhưng mà khi B cao có tức là áp lực nó hơi cao cơ thì mình mới sợ. Ha, còn nếu mà bình thường mình áp lực vừa phải thì sẽ không sợ. Do đó vì sao mình ra mỗi ngày mình ra mình thăm khám thì mình có cái áp lực nó lên, mình phải đo áp lực nó lên là bao nhiêu là như vậy đó. Quá mình phải cảm xuống thôi là nó bị gì, tai biến của cái thông khí, của cái tràn khí mạch, của áp lực, do áp lực của CPAP cao ha. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà áp lực quá cao như vậy nó ứ khí phế nang này, tăng khoảng chết, tăng CO2, rồi tăng áp tuần hoàn phổi, tăng tụ hậu tại của tim phải, tại áp lực cao quá đúng không? Hậu tại là gì mấy bạn? Là sau khi tim tống đi đúng không? Đúng chưa? Tăng hậu tại của tim phải. Rồi hoặc là tai biến của áp suất khi tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, giảm máu về tim và rối loạn sự giãn nở của thất trái. Đó, vẫn có bất lợi của CPAP nha. Chống chỉ định có luôn. Tràn khí màng phổi dưới lưu giảm cung lượng tim ha mấy bạn ha. Tăng áp lực nội sọ, sốc, giảm thể tích, chi bù dịch. Rồi theo dõi thì chúng ta cũng theo dõi cũng tương tự như của cái oxy. Nó kỹ hơn một chút xíu là tại vì chúng ta phải vệ sinh mũi, nè, hút đàm, nè, đầu cao xoay trở. Tại vì khi thở CPAP là người nhà thấy nó nằm nó đã thở cái máy thì mũi sợ không dám ẵm lên. Rồi rít nó lét cái đầu cái mông hết tội nghiệp đó. Ẵm lên vẫn được bình thường, xoay trở được bình thường. Ha. Rồi. Về theo dõi thì chúng ta cũng thấy rằng em bé chi giác bé sao? Bớt tím không? Hết rút lắm chưa? SpO2 có đạt như mình mong muốn không? Được chưa? Chưa chỉnh cho các bạn nhé. Rồi. Có đạt theo mình mong muốn hay không ha? Rồi khi máu động mạch có cải thiện hay không? Đó. Thì thất bại khi nào? Chúng ta thấy rằng ôi SpO2 của mình đo
tệ quá rồi, BRC thấp quá mà với áp lực cao quá rồi, 10 rồi và FFA 80% rồi, rồi BRC 2 lớn hơn 55 đó. Đối với sốt xuất huyết thì có thể cái áp lực này có thể là chấp nhận cao hơn một chút xíu ha mấy bạn ha. Thì chúng ta thấy thất bại như vậy, chúng ta sẽ coi chừng phải đem xét đặt nội khí quản để giải quyết vấn đề suy hấp của bệnh nhân. Chúng ta để ứ CO2 máu như vậy mấy bạn biết sao không? Sẽ ức chế hô hấp ha. Rồi. Đó, biến chứng có luôn mấy bạn ha. Sốc nè, tác dụng có hại thì nó sẽ kèm theo biến chứng đó. Ví dụ như là tràn khí màng phổi thứ hết rồi, bệnh nhân có thể sốc tại vì giảm cung lượng tim đấy mấy bạn. Giảm tuần hoàn về thích trái của mình nè, rồi tăng áp lực sỏi, chứng bột do nút vô hơi nhiều quá. Rồi chăm sóc không tốt thì viêm loét mũi, khô đi mặt miệng, rồi nhiễm trùng bệnh viện nha. Rồi, mới ha, mới nhưng mà cũng không mới đâu, mới với tụi em chắc là đi lâm sàng sẽ gặp cái mặt ở dưới cấp cứu có máy này rồi, hô hấp chỉ cũng có máy này rồi. Đó là cái high flow nasal cannula, tức là oxy lưu lượng, thở oxy lượng cao qua cannula mũi. Thì nó cũng giống như của CPAP, cũng là một cái lưu lượng chung ECPAP ha. Đó, nó cũng có bộ phận làm ấm ẩm mà nó khác cái gì? Nó khác cái vấn đề trên này, rất là nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nhàng, nó không cần phải qua cái cannula cứng, không phải có cái van, van thì rất là cứng khó chịu. Nên bạn thấy cái nó khác nhau là cái gì mấy bạn biết không? Đây này mấy bạn thấy này, cái van này. Đó, cứng khó chịu lắm. Đó. Thấy chưa, mấy cái cannula mũi này. Còn đây nó là một cái dây giống như dây oxy rất là mềm mỏng. Rất là mềm mỏng. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái máy tạo đây, nó tạo ra lưu lượng oxy cao ở đây. Nghe nó cũng đạt được những cái FiO2 tương tứng với của cái CPAP đó mấy bạn. Nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Ít tai biến hơn nha. Thấy không? Dễ chịu hơn ha. Đó là cái HFNC. Thì một số bệnh lý ví dụ như thất bại với oxy, lý viêm phổi, tình trạng suy đó mình đều có thể chỉ định được hết. Đối với suyễn thì CPAP nó sẽ hơi dè dặt một chút xíu ha. Vẫn được CPAP, suyễn CPAP vẫn được mà hơi dè dặt. Còn đối với HFNC thì chúng ta không lo. Vì nó cái áp lực của nó sẽ ổn hơn, nó nhẹ nhàng hơn cái CPAP. Đó. Thì cái kỹ thuật đây đọc để biết thêm ha, cái này là cái mới, cũng duy trì VO2 95/94% là đạt. Và chúng ta có thể chọn lưu lượng khởi đầu mấy bạn ha, lưu lượng ban đầu này. Đối với trẻ dưới 12 kg chúng ta có thể 2 lít trên cái gram trên phút. Ví dụ 10 kg thì chúng ta đầu tiên chúng ta có thể xài khoảng 5 kg đi. Chúng ta đầu tiên chúng ta có thể xài mấy 10 lít trên phút ha. Rồi ban đầu á mấy bạn, lưu lượng ban đầu và tối đa có thể chúng ta thấy được 50 lít một phút để chúng ta đạt được cái FiO2 mong muốn và cái cải thiện oxy mong muốn. Đó, đây là cái khuyến cáo của cái cannula mũi. Thì người ta sẽ đưa ra các cái mức độ tuổi để phù hợp với các cái số cannula của mình có ha. Rồi, về cái hiệu quả tác dụng của HFNC chúng ta thấy có sinh lý và hiệu quả lâm sàng, nó thấy rằng sinh lý chúng ta thấy là cũng giống như của cái CPAP, là giảm khoảng chết nè, tạo được dương nè, duy trì hạn định phân suất oxy trong khi hít vào, giảm cung thở, cải thiện độ thanh thản niêm mạc ha. Và cái hiệu quả lâm sàng nó thấy là giảm khó thở, cải thiện oxy máu luôn ha. Nhưng mà rất là thoải mái này, khác của cái CPAP, nên tạo độ ẩm đối lưu và có thể nó sinh hoạt bình thường, nó giống như một cái cannula oxy thôi đó. Và nó giảm tác dụng phụ từ cái can mạch nạn của cannula. Nó vẫn có chống chỉ định nha mấy bạn. Đây là chống chỉ định ha. Rồi. Rồi, nói sơ qua về cái nội khí quản này, khi mấy bạn đi lâm sàng mấy bạn đỡ bỡ ngỡ nè. Thứ nhất, ống nội khí quản đối với sơ sinh thì có thể là 2, thiếu tháng 2.5 đến 3. Sơ sinh đủ tháng thì 3.5, để sau khi mà mấy bạn đi trực cấp cứu hoặc là trực ở trong hô hấp cũng vậy, nếu mà có đi trực đêm ha. Nếu mà được đi lâm sàng lại mới mới thấy một số trường hợp đặt ống ra, chúng ta có thể phụ mấy chị chọn số được nè, tính được cái độ đoạn, tính đối với trẻ trên 1 tuổi tính được cái số ID tính được cái số của nội khí quản luôn, đúng không? Rồi đó, rồi chọn các bóng luôn, ví dụ trẻ nhỏ quá mà ví dụ trẻ lớn mà đưa cho cái bóng bé xíu hay sao bóp, đúng không? Chọn được kích thước của bóng luôn đó. Mình sẽ có 3 kích thước bóng đối với trẻ em này, khoảng như 250ml nè, cái này có thể chị hỏi, 450ml, 650ml và 1500ml đối với trẻ lớn. Chọn kích cỡ bóng phù hợp khi mà bệnh nhân có chỉ định bóc bóng qua mắt để đỡ khí quản nha. Đó,
Bài này viết chi tiết từng cái nha, cái mà mấy bạn thì đi lâm sàng gặp đó. Rồi, kỹ thuật đặt bóng mát thì này chắc mấy bạn thôi ra trường học nội trú hay có học đó chắc được làm, giờ thì chắc chưa. Mà có thể bóp bóng tiếp được ha. Bóp phải bóp bóp tiếp được. Bóp bóng thôi chứ chưa đặt luôn. Mấy bạn thấy không? Nè tay này nâng cầm ngửa cầm lên, nâng cầm nữa cầm lên, đừng có đè ẹp nó xuống nó không vô được. Bóp bóng cũng là một kỹ thuật, nhiều người không biết bóp bóng, bóp chặn cái lồng ngực này không vô gì hết nha. Đó. Rồi, nói về một phần về SPO2. Nói hết luôn không còn gì để nói nữa mấy bạn. Đó. Theo dõi được đỡ vào oxy mà không xâm lấn đúng không? Dễ thực hiện nè. Tuy nhiên khác một cái là gì? Nó sẽ không theo dõi được CO2 trong máu, do đó không đánh giá được thông khí. Ví dụ bệnh nhân này có giảm CO2 máu hay không thì mình không đánh giá được. Và bệnh nhân này có bị ảnh hưởng, một số trường hợp mình đo SPO2 không chính xác ha. Đó, chị thấy có mấy bạn Y6 đó ra trường bắt đầu đi tư vấn COVID đó. Về nhà cho mấy bạn đọc mấy cái này lại. Đó, có thể bệnh nhân bị những cái trường hợp này thì có thể đo sẽ không chính xác SPO2. Rồi về độc tính của oxy, khi mình nói về oxy, thao thở oxy mình phải biết độc tính của nó nữa. Chứ phải oxy là tốt thì nhớ lại phải biết độc tính của nó nha. Vì sao nó có độc tính? Vì nếu mà nồng độ cao, chị đã nói về nồng độ cao, nồng độ thấp thì không nha. Thì nó sẽ ức chế enzyme bảo vệ tế bào phổi nha. Rồi giảm chức năng đại thực bào phế nang, giải phóng chất độc, tổn thương đến phản biểu mô. Rồi kích thích sự phát triển của tế bào gây sơ phổi, do đó các bệnh lý ví dụ như là bệnh lý võng mạc ở dạ sơ măng hoặc là bệnh lý loạn sản thực quản phổi mà chị Mai đã dạy sơ sinh rồi đó. Mấy đứa loạn sản thực quản phổi là sao? Tiền căng sanh non, thở oxy đúng không? Đó, thở oxy lượng cao kéo dài 28 ngày gì đó. Đó là cái nguyên nhân vì sao nó gây loạn sản thực quản phổi, gây sơ những cái mạch máu nhận ở mấy mạch này, gây loạn sản thực quản phổi nó gây bệnh lý võng mạc drop á, ở dạ sơ non ha. Rồi, đó là độc tính của oxy chứ không phải là nó tốt đâu nha. Rồi, thì đây, người ta nói nếu mà SPO2 là dưới 40% thì không gây ảnh hưởng ha. Mức an toàn là 40%, trên đó là không an toàn, nhớ vậy giùm chị được rồi. Mức an toàn của mình là 40%, do đó cho thở oxy tốt nhất bắt đầu mình sẽ cai dần từ từ và làm sao cho oxy khoảng 40% là đạt. Chứ cứ 80, 60, 100% là thôi, 2 ngày là coi chừng là bắt đầu có tổn thương rồi đó. Mấy bạn đừng có nó là ngon lành nha, đi lâm sàng là phải biết những cái này nhỏ nhỏ như vậy. Đó, nếu mốt mình có điều trị để có lợi cho bệnh nhân, chứ không phải thảy một cái, ôi SPO2 100% cho thở đi. Thở hoài con ta sơ phổi hết rồi, sao? Coi con người ta cũng như con mình, mấy bạn nha. Coi con người ta là cháu của mình, điều trị từ cái nhỏ nhặt nhất. Nha, chứ không phải là, ôi nhiễm trùng này tôi đỡ kháng sinh cao nóc rồi, còn nhìn ở đâu mà những cái này của nó sau nó hết nhiễm trùng thì sao? Mắt nó mù. Phổi nó loạn sản còn phổi, bệnh phổi mãn, lệ thuộc oxy mãn. Nghiệp của người ta nha, coi chừng mình lại là gây tội ác, hoặc là mình giúp nó. Rồi, đây là lưu đồ, hết rồi đó mấy bạn. Lưu đồ tiếp cận. Rồi sao, thấy sao, ổn không? Hôn mê chưa? Thương hôn mê chưa? Dạ chưa chị. Alo, chưa. Rồi còn muốn học gì nữa không? Nguyễn Quốc Hậu. Dạ em còn ạ. Thấy được không? Thấy học xong cái hiểu không? Hiểu về oxy không? Hiểu về mức độ thở sao? Độc tính sao? Cách chỉ định sao đó? Mình học mình phải đi từng cái mình đi từ đầu đến cuối mình không bỏ cái gì hết. Cơ chế nó là sao? Sao bạn mình như mình nhóm mình hơi ít nữ hay Thảo Vi sao? Thảo Vi ổn không Thảo Vi ơi? Dạ ổn chị. Ổn ha. Rồi. Rồi bây giờ nghỉ 5 phút bắt đầu chị cho làm bài tập. 3 phút nè mấy bạn. Tại chỗ thì đừng đi đâu hết nha. 3 phút. Chị làm bài tập. Dạ chị ơi, cái tiếp mình không học hả chị? Chị đi.
Alo. Dạ nghe. Ủa Minh ơi, Minh Minh có thấy cái bài tập chị đăng lên chưa? Dạ chưa thấy chị, chưa xem màn hình ạ. Chưa xem màn hình hả? À, chị ơi, cho em hỏi một chút đúng mà. Không đấy bạn. Dạ, à, em hỏi một chút đúng chị. Dạ. Hả? À, dạ, cho em hỏi một chút đúng chị, là em muốn hỏi về việc mà cai máy với lại cai oxy chị, thì em nghe thở oxy nhiều Ừ. quá thì cũng phải cai oxy nữa chị, rồi thì còn cho bệnh nhân thở máy thì cũng phải cho sau khi thở bệnh nhân đáp ứng điều trị phải cai máy nữa chị. Em muốn hỏi về hai cái đó không chị? Không, em phải nói lớn lên chút xíu chị nghe lại. À dạ thưa chị, là em muốn hỏi về cai oxy và cai cai máy thở chị, là nếu mà cho Ừ. bệnh nhân thở oxy trong nhiều ngày và liên tục quá thì mình cũng phải cho bệnh nhân cai Ừ. oxy sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, hoặc là nếu bệnh nhân thở máy thì sau khi bệnh nhân đáp ứng với điều trị rồi thì cũng phải dần dần cho bệnh nhân cai máy từ từ đó. Thì em cũng biết là cai oxy và cai máy là như thế nào không chị? Cai oxy và cai máy hả?
Như vậy này nhỏ, nếu mà vấn đề cai máy á là một cái bài mà nó gọi là rất là lớn và nói về thở máy nha, mà bài cai máy nó là một cái bài riêng nữa, riêng rồi đặt các mốc thở, thì khi em điều trị suy hấp, tức là khi sao, khi em điều trị suy hấp á, thì mục đích của em là nó hết suy hấp đúng không, đúng chưa? Dạ, đúng. Hết suy hấp thì em cai thôi. Ví dụ đối với oxy thì em bé phải tỉnh táo, ngưng oxy được 2-4 tiếng em bé ổn định, không suy hấp lại, không tiến tái lại thì em cai được. Còn đối với thở máy thì tất cả các thông số hầu như về bình thường, đối với sinh lý bình thường thì mình sẽ cai. Đó, còn cụ thể sao là phải buông một bài. Còn oxy thì quá dễ rồi. Em thở oxy thấp nhất với lưu lượng thấp nhất mà em bé bình thường ổn định, không thở nhanh, nguyên nhân suy hấp em đã giải quyết được rồi thì em cai thôi. Về tri giác tổng trạc SpO2 đạt được, nhịp thở, nhịp tim và nguyên nhân đã được giải quyết thì em sẽ cai được ha. Dạ, chỉ là cắt nguồn oxy chị. Đúng rồi. Dạ. Mấy đứa biết gì không? Chị đã tạo một cái bài test ở bên bài tập bên này, nhưng mà bây giờ chị post qua bên bệnh không có được rồi. Đó, cho nên là bây giờ để chị coi. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Chị bóc qua bên bệnh không có được, cho nên bây giờ để chị. Để chị chiếu lên cho mấy bạn làm. Đợi chị một chút xíu nha. Làm để bo để củng cố thôi. Đó, các bạn làm, các bạn cứ làm thứ tự, ví dụ 1 2 3 4 hay cái đó là 1 2 3 4, mấy bạn chọn là các bạn chọn 1 2 3 4 rồi mấy bạn gửi qua đây cho chị. Để sao nó lại không sao qua bên mẹ được. Đây, làm nhanh. Thấy chưa mấy đứa, thấy chưa? Chọn 1, 2, 3, 4 nha. Rồi, câu số 1. Câu số 2. Làm xong mấy bạn gửi qua liền nha. Câu số 1 xong chưa? Câu số 2. Câu số 3. Không nhận bài sau 10 giờ 24 phút là không nhận bài đi nha. Câu số 3. Số 4. Dạ chị ơi, em không thấy bài test chị. Ủa chị làm ở đâu? Ai không thấy bài test? Dạ em không thấy. Dạ em. Xem màn hình, các bạn khác có thấy màn hình không? Thấy ạ, à. Dạ thấy chị. Dạ thấy ạ. Thấy là tất cả đều thấy, không có nói từ không thấy bài test. Câu số 5. Chị ơi gọi ra cái là chị nhìn, nhìn là làm luôn hả chị, hay là làm thôi, làm liền rồi là chiếu lại một lần này, mỗi câu chiếu 3 giây nha. 1. Không nhận bài sau 10 giờ 24 phút. 2. Rồi xong nha mấy bạn nha. Ô, chị ơi, câu số 1 chiếu nhanh quá chị ơi. Sao em? Dạ câu số 1 lướt nhanh quá, chưa kịp coi. Câu số 1 lướt nhanh quá hả? Ai chưa kịp coi câu số 1? Dạ em. Mấy câu kia thì coi kịp rồi. Không được điểm. Các bạn khác chỉ có mình em không kịp coi, các bạn khác đều kịp coi hết. Rồi xong rồi nha mấy bạn nha. Rồi bài tập thứ 2. Không, bài thứ 2 để dành lại đi. Để dành lại. Rồi bài tập 1 thôi. Rồi xong rồi đó mấy bạn.
gửi bài qua, 2 phút nữa chị không nhận bài nữa nhé. Rồi, stop lại mấy bạn ơi, hết nhận bài 4 giờ 24 phút rồi, không nhận bài nữa. Mấy bạn trả lời sau chị cũng không nhận đâu. Rồi, giờ dài này mấy đứa. Alo. Vậy là mình kết thúc ha. Đó, chị đã dạy thêm một bài xuyển nữa. Dạy thêm một bài xuyển cho mấy bạn. Mình sẽ tổng cộng là mình đã học được viêm phổi. Rồi oxy mình cũng thực hành được thở oxy. Bây giờ nhìn vào một bệnh suy hấp rất là đơn giản đúng không? Can thiệp rất là dễ, đúng không? Nhìn vô mình không hợp nữa. Mình biết cách xử lý, mình biết cách chọn cái phương tiện nào, được chưa? Rồi mình biết cách chẩn đoán suyễn, mình nhìn vào các triệu chứng nào đối với em bé này, nguy cơ như thế nào, mình biết cách chẩn đoán suyễn luôn. Rồi viêm phổi cũng đã rất chạy rất kỹ, rất cẩn thận từng cái nhỏ nhỏ hết ha. Rồi bây giờ các bạn có ý kiến gì nữa không? Không có ý kiến mình nghĩ thôi. Ráng học bài cho tốt nha, ở nhà rảnh đọc bài kỹ lại, cẩn thận lại, tại vì khả năng có thể các bạn sẽ đi lâm sàng lại đó. Các bạn đó chị không nhận bài nó được gửi qua nữa mấy bạn. Không gửi qua nữa chị không nhận, tại vì trên tin nhắn sẽ hiện các tin nhắn của các bạn, chị sẽ không nhận sau 10 giờ 24 phút. Rồi các bạn còn thắc mắc gì thêm nữa không? Alo. Dạ chị ơi, cho em hỏi một cái là trên lâm sàng á chị, mình dựa vào FPO2 mình có thể dự đoán được FIO2 mình cần đạt là bao nhiêu không chị? Tại vì dựa vào FPO2 hả? Dạ. Tức là sao? Tức là dựa vào FPO2 lúc đầu hay là gì? Dạ lúc đầu ấy, chị ví dụ như là trẻ vô với mình về một cái FPO2 là 89 chẳng hạn, thì mình ước khoảng thì đó chị mới nói đó là cái khởi đầu. Thông thường mình sẽ cho FPO2 khoảng chừng 40%, nếu như bệnh nhân đó suy hấp vừa phải, tức là mức độ nó nhìn nó không có tím tái, nó không thở có lẫm ngủ quá nặng, khoảng chừng từ 80 trở lên, hiểu chưa? Từ 80 trở lên thì có thể em chấp nhận được mức độ khởi đầu của em sẽ là khoảng 40%. Nhưng nếu dưới 80, FPO2 em đo dưới 80% rồi thì coi như là tím tái rõ quá rồi á, thì khởi đầu em nên cao từ 60, 80 hoặc là 100% FPO2. Sau đó em sẽ giảm dần mỗi bao nhiêu phút, 30 phút em giảm xuống khoảng 10 đến 20 FPO2, khoảng 10-20% giảm dần từ từ xuống đến khi nào em thấy em đạt được FPO2 đạt này, đồng thời em bé nhịp thở cũng ổn định, nó bớt bức rứt, nó bớt kích thích ha, thì em giữ cái mức FPO2. Sau đó để có thể duy trì lâu nhất mà nó không tổn thương, không ngộ độc, không ngộ độc oxy. Mình đã đọc và học về các ngộ độc oxy rồi ha.
FiO2 ổn định của mình tốt nhất để mình duy trì để không ngộ độc đó là dưới hoặc bằng 40% mong muốn của mình. Tại vì nếu mà em ra thở 100% trên, chị đã nói trên 24 tiếng bắt đầu sẽ có tổn thương. Đó. Đó vì sao cái bài này chị viết về cho thở oxy mà chị phải viết về ngộ độc oxy là như vậy. Để mấy bạn biết rằng cái tình trạng không phải là thở là oxy tươi, hồng tươi là tốt đâu, không có nha. Nó có tác dụng độc tính của nó. Rồi ngay cả trên nếu mà đi sơ sinh mấy bạn sẽ thấy là những cái đứa mà tim bẩm sinh mà lệ thuộc ống động mạch đó, mẹ em cho thở oxy liều cao nó sẽ nguy cơ tử vong nhanh đó. Mấy cái đứa mà hẹp động mạch phổi mà nó chỉ còn cái động mạch nó chỉ còn cái ống động mạch chung để nó lưu thông máu giữa tuần hoàn cơ quan á, mẹ em cho thở oxy liều cao là nó đóng, nó đóng lại ha, nó đóng lại cái ống động mạch, nó làm cho mình nên tím hơn mà dễ chết hơn đó. Nên là FiO2 em mong muốn như thế nào để đạt được vừa bệnh nhân cải thiện được hô hấp, vừa bệnh nhân không bị độc tính. Nếu như em thở CPAP mà em thở với 100% mà bệnh nhân vừa có độc tính ha, mà bệnh nhân không cải thiện được với cái FiO2 của em đó, thì em phải xem xét coi còn nguyên nhân nào khác không, hay em cần phải cải thiện bằng các biện pháp hỗ trợ hô hấp khác như thở máy hay không. Chứ không thể nào để như vậy mấy ngày trời nha, không được. Hiểu chưa? Dạ, yeah, em hiểu rồi, em cảm ơn chị ạ. Ừ, rồi. Vậy hay mấy bạn ha. Đó, thật sự bài cũng dài lắm mấy bạn. Chị chốt lại mấy bạn thấy không? Mấy ý chính và học xong mà chị muốn mấy bạn nhớ bài luôn. Đó là vì sao mà chị muốn mấy bạn lên lớp chú ý và tập trung là như vậy. Nhưng mà chị hỏi nè, hiểu bài không? Hiểu không? Nắm được bài không? Mới đã học xong mà phải thấy mình, ôi, hôm nay tôi học cơ có ý nghĩa, ngồi 2 tiếng hồ với chị có ý nghĩa nè. Đó. Khi mình học mà mình với cái tinh thần mà thoải mái, thư giãn và mình sẵn sàng mình tiếp nhận bài nó vô đầu mau lắm. Còn cái kiểu mà ép buộc, uể oải, cũ kiểu thôi. Sao? Đói bụng chưa? Đoàn Thị Điểm. Hiểu không nhỏ ơi? Đoàn Thị Điểm dạ, ơi. Dạ, hello ạ. Dạ. Ừ, sao dạ, hiểu không? Dạ, hiểu. Ừ. Hiểu he rồi, các bạn nào có câu hỏi không? Cứ hỏi đi mấy bạn. Cho em có câu hỏi. Cái việc cái mà khi mình thở cái lưu lượng cao á chị. Thì cái áp lực nó sẽ càng vô phổi càng lớn á, mà chị, trong cái phần bất lợi chị ghi là cái mà khi mà cái PM trên 10 cm nước á thì có những cái nguy cơ đó là cái mưa này, giá trị mưa này nó áp dụng cho mọi lứa tuổi, cho lứa tuổi chị. Ý là cái mọi lứa tuổi luôn, là chị trẻ nhỏ hay là chị lớn thì cũng cái ngưỡng nó cũng như vậy chị. Đúng rồi, cái ngưỡng khoảng 10 á, ngưỡng khoảng 10 á là nguy cơ nha mấy bạn nha. Còn đối với trẻ sốt xuất huyết á, đối với trẻ sốt xuất huyết á thì là khoảng chấp nhận khoảng cái ngưỡng 12. Tại vì em thấy ở nếu mà em đi ở dưới hồi sức á, mà trẻ em không có chắc sau này sau đại học em sẽ có cơ hội đi hồi sức nhi hoặc là hồi sức người lớn thì cũng có. Đối với nhi mà những em bé mà sốt xuất huyết á, thì nhiều những đứa mà nó tràn dịch đa màng mấy bạn, nhiều khi nó phải thở FiO2 tới 12 nước, áp lực tới 12 cm nước thì vẫn có thể chấp nhận được. Tại lúc đó nó bị cái nó giảm không đi ăn quá nên phải tăng cái áp lực cao lên. Mà cái áp lực này là chỉ có vấn đề trong cái thở CPAP với HFNC thôi, còn cái những cái thở bình thường thì nó không có oxy vấn mình đề đâu gì có áp chị. Lực đâu, oxy mình không thể áp lực, đúng rồi, oxy mình chỉ thở được lưu lượng thấp thôi, mình không có áp lực. Còn với cái HFNC và cái CPAP mình có áp lực, và thở máy mình cũng có áp lực nữa mấy bạn nha. Đó, cẩn thận cái áp lực. Rồi giống như kiểu như vậy nè, nhiều khi chị nói với mấy đứa với sinh viên á, tại vì mấy đứa nhiều làm, tại vì chị làm lâm sàng á, chị nói chị cảm thấy chị dễ hiểu, cho nên nhiều khi chị mới hỏi các bạn có hiểu không, không hiểu thì hỏi lại. Nhiều khi đối với mấy bạn đó là lần đầu tiên nghe nói về nó, có thể đi lâm sàng thấy mà chưa nghe về rõ về nó, cho nên nhiều khi nghe xong chưa hiểu rõ, đúng không, thì đọc lại ha, hoặc chưa hiểu rõ thì hỏi lại. Chứ chị biết là chị biết cụ thể từng câu rất là dễ hiểu rồi, cơ chế cũng giải thích rất là kỹ luôn. Đó, rồi bây giờ còn thắc mắc gì về suyễn nữa không? Tội nghiệp.
hoang mang vì không được học trịnh ánh xuyển. Đọc xong, học xong mà thấy trịnh ánh xuyển nó có gì đâu mà khó, đúng không? Đó, bài vở chị đã viết cụ thể từng cái, về nhà chị việc coi lại thôi, có mấy tiêu chí thôi. Chị Phương cho em hỏi cái chỗ NC Pháp, cái cấu tạo chị, là ở chỗ đầu mình có hai cái đường vô, là một đường là E, một đường là OC, đúng không chị? Đúng thì, rồi Thương. Thì cái điều chỉnh FeO2 ở đây là mình sẽ điều chỉnh cho cái đường E hay sao, hay là đường chung chị? Đúng rồi, hay nhưng không hiểu phải hỏi, nhiều khi chị cứ nghĩ các bạn hiểu như chị rồi, tại vì chị làm mười mấy hai năm nay rồi, chị thấy chị đơn giản. Cái FeO2 đó, đó là cái phân suất oxy, mình phải biết đó là gì. Phân suất oxy trong khí hít vào, thì khí hít vào này là vừa của E và vừa của oxy, đúng không? Thì cái chỉnh đó em có thể tùy, à em muốn FeO2 tăng thì em chỉnh oxy cao hơn E, còn nếu em muốn F nó tương tác với nhau, chứ không phải là em chỉnh oxy là em được FeO2, em điều chỉnh E được, cái cột E đó là chỉ là cột không khí á, là trong đó nó có 21% oxy á, em vẫn chỉnh FeO2. Ví dụ em muốn FeO2 thấp thì em cho oxy thấp, E cao lên, đúng không? Còn em muốn cũng lưu lượng đó mà FeO2 cao thì em phải chỉnh E thấp lại để cho oxy cao lên. Hai cái đó nó tương tác lẫn nhau, chứ không phải là oxy có vai trò quan trọng trong chỉnh FeO2, không có. Hai cái đều có quan trọng với nhau hết. Do đó vì sao mình phải bổ trộn khí là như vậy ha. Còn nếu mà em cho thở oxy hoàn toàn không thì đương nhiên FeO2 nó là 100% rồi, bạn hiểu chưa? Ví dụ em cho áp lực là 5, FeO2 là 100% thì E không còn vai trò gì nữa, đúng không? Em cho FeO2 cao quá tức là oxy hầu hết luôn thì lại 100%. Còn nếu em cho áp lực 5 mà em chỉ muốn FeO2 là bao nhiêu, 21% thôi, thì cột E nó đóng vai trò quan trọng, cột E là duy nhất 21%. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Tức là cái FeO2 này là cái đường mà sau khi mình đã trộn rồi, mình mong muốn nó là ví dụ 40, đúng không? Đúng rồi, thôi đã trộn rồi hoặc là không cần trộn. Ví dụ em nói ơi, tôi chỉ muốn FeO2 là 152, tôi vẫn muốn cái áp lực. Đối với những em bé mà nó chỉ cần áp lực ví dụ đứt xẹp phổi đi, mà nó không tổn thương nhu mô, nó trao đổi khí tốt, nó mà nó xẹp phổi nó cần áp lực để nó bung cái phổi ra, thì em không cần FeO2 cao làm gì, em chỉ cần 21% thôi. Thì lúc này em chỉ cần cái cột E lên, E lên khoảng bao nhiêu, nếu mà 5 thì khoảng 12 lít, thì em mở 12 lít phút cột E thì nó sẽ được áp lực của em. Quan trọng là em cần cái gì, em cần áp lực, em cần FeO2. Còn nếu em vừa cần áp lực vừa cần FeO2 thì em sẽ chỉnh lưu lượng chung của nó khoảng 12. Ví dụ oxy khoảng 80 thì E của nó khoảng mấy lít, 2 lít gì đó, 2-3 lít gì đó, còn lại là của oxy, hiểu không? Hai cái đó đều vai trò như nhau trong FeO2 hết nha, chứ không phải là cái nào cao hơn cái nào. FeO2 là phân suất oxy trong khí hít vào, tùy em điều chỉnh và nó lệ thuộc vào cột E và oxy cộng với lưu lượng mà em muốn, à cộng với áp lực mà em muốn, hiểu chưa? Yeah. Tức là trên cái máy đó nên thực tế mình chỉ có thể chỉnh được cái van ở chỗ E, van ở chỗ oxy và cái chỗ P, đúng không chị? Có ba cái chỗ để mình chỉnh được trên cái máy. Em vợ mở được, đúng rồi. Em B em chỉnh dựa vào cái lưu lượng, em hiểu không? Cái B là cái áp lực mà em đo cái cột mà cột ấy đó, để em chỉnh được cái lưu lượng. Trời ơi, đây để chỉ lại cho mấy bạn nè. Đợi chị một chút xíu nha. Đây mấy bạn nhìn nè, mấy bạn nhìn đây. Đây là cái cột, cái bộ khí trộn. Mấy bạn thấy cái bộ khí trộn chưa? Này cái bộ khí trộn nè, cột E, cột bên này là cột oxy, cột vàng là cột oxy, cột xanh là cột E. Đó. Thì đây sẽ là trộn vô. Thì áp lực đây, ví dụ em vạch cái này là ví dụ bây giờ chị cho giống như mấy này mình cho 40 đúng không? Mình cho FeO2 là 40, lưu lượng chung là 14. Thì một bên là 8, còn một bên là 6 đúng không? Cái nào quên rồi. Hoặc là em cho ví dụ là áp lực là 6 thì lưu lượng chung là 14. Mà FeO2 khoảng 61%, tức là oxy bằng E đó, không nên hồi tính ra oxy bằng E. Thì mỗi bên này sẽ là 7 lít phút. Thì em sẽ được thứ nhất, à áp lực. Lưu lượng ở đây 12, em sẽ được áp lực 5. Lưu lượng ở đây 14, em sẽ được áp lực 6. Oxy ở đây là 6, oxy ở đây, E ở đây là 6, em sẽ được FeO2 là 60%. Oxy ở đây là 8, oxy ở đây là 4, thì em sẽ được FeO2 khoảng chừng là 40% gì đó chẳng hạn. Hiểu chưa? Còn nếu em muốn áp lực 5, lưu lượng của nó là 12, nhưng em chỉ muốn nó được tạo áp lực là 5 thôi, thì cột E nó sẽ là 12 lít phút, oxy không có khí nào. Hiểu chưa? Cái này nó có cái nút vặn này, mấy đứa nút vặn nè. Chỉnh hai cái này, lưu lượng bao nhiêu, trộn lại,
nó sẽ ra được cái áp lực. Chỉnh hai cái này, lưu lượng là bao nhiêu, muốn bao nhiêu đó, oxy là mấy, e là mấy đó, nó sẽ ra được FiO2. Dạ, em hiểu rồi chị. Hiểu cho mấy bạn? Dạ, hiểu rồi chị. Rồi, vậy ha, rồi còn hỏi gì thêm không? Ô chị ơi, còn cái HFC, còn cái HFC là mình là cái lưu lượng với oxy cũng giống như là cái oxy canola sao chị? Cái tính á. Đây, còn đây HFNC, đây HFNC là cái này. HFNC nó sẽ khác với CPAP một chút xíu là gì? Cái oxy của em có thể mức cao lắm. Em có thể tới 20 lít một phút mà mắc mà, đúng không? Nó khác một cái vậy. Là tại vì á, em oxy em mắc 20 lít một phút á, thì sao? FiO2 của em cũng, tức là oxy hoàn toàn như vậy luôn thì FiO2 của em cũng đạt 100%. Ha? Nhưng mà nó khác một cái gì? Nó khác một cái là cái canula mũi nó sẽ không có van. Tức là cái áp lực của nó cũng tối đa đạt được, không giống như, tức là nó khác cái CPAP một chút xíu là nó sẽ không tạo được áp lực quá cao như CPAP. Tại vì nó không có cái van đang vinh đích. Các bạn ha. Nó chỉ là canula cho nên áp lực của mình có thể khoảng chừng 5-6 là cao nhất thôi. Nhưng oxy có thể chỉnh cao hơn. Chỉnh cao hơn đối với FiO2. Thì đây cũng nó cũng có một bộ trộn khí mấy bạn. Hình nào rõ. Nó cũng có một cái bộ trộn khí đây. Cái bộ trộn khí luôn đây là gas source, tức là nguồn khí. Một bên là E, một bên là oxy. Và nó cũng tính ra được cho em là FiO2 là như thế nào. Chỉ khác một cái là cái áp lực đó, nó tối đa của em khoảng 5-6 thôi, nó không cao hơn một được. Nha. Nhưng mà cái FiO2 dạ, em có thể điều chỉnh được tùy em mong muốn. Ừ. Sao? Nó cũng có cái bình làm ấm ẩm, dạ, các bạn thấy ha. Canola mũi. Tức là HFC cũng là trộn khí đúng không chị? Đúng rồi, cũng là cái bộ trộn khí luôn. Dạ. Cũng là trộn khí y chang như CPAP, cơ chế nó cũng giống, nó chỉ khác dạ, một cái là nó không có cái canola mũi thôi. Dạ. Ừ. Và cái FiO2 của cái HFC là mình cũng phải là mình cũng đúng rồi, toán cũng trộn được, được giống như vậy, chính dạ, xác, trộn được giống như vậy. Rồi vậy ha. Rồi, các bạn còn gì hỏi không? Về những cái đọc bài từ từ đi, không hiểu nhánh mail hoặc cái gì đó cho chị tùy nha. Inbox. Rồi thôi nghỉ nha mấy bạn nha, còn hỏi gì không? Chắc là không. Chị quá, họ có gì đâu, mai muốn gặp lại. Dạ, đã nghỉ ạ. Vậy nha, nghỉ nha mấy đứa nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi thôi, chúc học tốt, tiếp tục. Hy vọng là mấy chị.